Hello là ok, chào mừng cả nhà đã quay lại với kênh của chú chó đế hai chân sushi soạn bông bí bảo về mi mùm mím. Thì ở tập trước cả nhà, bà áo đỏ, bà đang thực hiện kế hoạch chia rẽ gia đình anh Xin và bà đã tiếp cận em Su. Cái em Su là ba mẹ ruột của em Su ở trên Đà Lạt đó. Hãy đi tìm ba mẹ ruột của mình đi. Khi Su gặp bà áo đỏ, có vẻ Su vẫn còn đang rất là sợ bà áo đỏ này đó cả nhà. Gia đình anh Xin á, là chỉ là gia đình nuôi con thôi. Gia đình ba mẹ ruột của con là ổn ta nè. Vậy là cái đối tượng bà áo đỏ này nhằm thực hiện được cái mục đích rằng chia rẽ Su đi lên trên Đà Lạt thì đã mua cho Su một cái gà rán trước khi đưa Su ra bến xe đó cả nha. Rán này, cái gà số nói 119, hậu được rồi, vậy thôi chị lên đây tôi thấy chị đây. Và thế là em Su lại tin tưởng cái lời nói của bà áo đỏ này và đã cùng với bà áo đỏ này đi lên bến xe để chuẩn bị bắt xe đi lên Đà Lạt đó cả nha. Vậy thì liệu như kế hoạch của bà có thành công hay không thì mời cả nhà đón xem ở tập ngày hôm nay nha. Ok mọi người, bây giờ em Su cùng với bà áo đỏ đang bắt một chiếc xe Grab để lên trên bến xe đó cả nhà ơi. Lần này thì hình như là Su đi lên Đà Lạt thiệt rồi. Lúc này anh Sen và mẹ thì vẫn đang ở nhà và họ hoàn toàn không biết sự việc là em Su để một mình theo lời bà áo đỏ bỏ lên trên Đà Lạt đó cả nhà. Thôi mở ra mà đây nên nhiều cái đèn xanh đèn đỏ quá vậy. Giờ này mà còn biết đèn xanh đèn đỏ nữa chừng nào mà cho đến giờ thì chú. Đó cả nhà ơi, hình như cái bà áo đỏ này đang rất là nôn nóng. Qua cái đèn đỏ này nữa là tới bến xe rồi, cô yên tâm. Rồng, đi chung chung chung, đi. Su ơi, em bị bà áo đỏ này lừa rồi Su. Rồi, lên đây nữa là tới nè, 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 bà ơi. Nhanh lên. Sao tôi sợ quá đúng không? Sắp đến bến xe rồi cả nhà ơi, lần này là em Su bị bà áo đỏ dụ thiệt rồi. Rồi, tới bến xe rồi, kịp vô, kịp vô. Lúc này á là chỉ có một mình áo đỏ biết về kế hoạch của bà thôi. Còn cái chú Grab này á, chú vẫn không biết cả nhà. Chú cũng nghĩ á là em Su cùng với bà áo đỏ đây là người thân với nhau, cho nên chú mới chở em Su ra ngoài bến xe đó. Đó cả nhà, đây là đường về bến xe rồi. Bây giờ chỉ cần bắt xe khách là em Su để có thể đi lên được Đà Lạt rồi đó. Đó mọi người thấy chưa, ở trong đây có rất là nhiều xe khách luôn. Bây giờ cái bà áo đỏ đây, bà sẽ làm gì tiếp theo đây? Hơn 50 ngàn á bà. Tôi cảm ơn nha. Thôi chúc bà cháu đi Đà Lạt vui vẻ nha. Rồi chúc cháu lên đó là học giỏi nha. Thôi tôi đi đây. Đó cả nhà, vậy là cái chú Grab này, sau khi mà đưa em Su cùng với bà áo đỏ tới bến xe thì bây giờ chú sẽ đi về nha cả nhà. Mỗi lần mình đưa cho cái con nhỏ này lên bến xe, leo ra xe không? Cái để chậm trễ. Cả nhà ơi, bây giờ cái bà áo đỏ bà đang đi tìm xe để cho em Su lên xe để em Su nhanh chóng đi Đà Lạt đó. Để cô tư phí đây. Phí đâu rồi? Phí đâu rồi? Mình mua vé cho nó. Mình đã mua vé cho nó sẵn rồi. Bây giờ mình đưa cho nó để nó lên xe không? Ở đây là cháu ơi. Để cháu mua vé đi. Thế này là mua nè. Đã không tìm. Đó. Đó là cháu cái đồ này cháu. Để là cháu cứ tìm cái vé này. Cháu đưa lên cái xe đó. Để cháu đặt ở chỗ trước này vậy. Chuẩn bị sẵn tiền, cả địa chỉ nha. Để bà đưa cho em Su rồi đó. Hả? Sao cô nói sao? Cô nói bà đưa Đà Lạt với con hả? Không có được. Bà còn gia đình của bà ở đây nữa. Cô cứ đi vô đó đi, xin cái địa chỉ Đà Lạt liền á. Lúc này em Su cảm thấy rất là sợ cả nhà. Vì em Su đã kêu cái bà áo đỏ là đã hãy đi cùng với em Su đi. Tuy nhiên bà đã từ chối đó cả nhà ơi. Tại vì mục đích của bà là để em Su đi lên Đà Lạt một mình mà. Đó, bà đưa nó lên đó, em nhanh chưa? Đó cả nhà, bây giờ bà đã chuẩn bị xong cho em Su hết rồi. Bây giờ bà đang hối thúc em Su mau lên xe đi đó. Lâu mà tài xế mới đi tìm được. Còn lâu mà tài xế mới tiếp cùng xong đây là có biết là một cái bao giờ tìm được.
Rồi từ này bây giờ mình phải mình cắt thẳng tay mình, chứ để tay mình cầm thì không thấy mình không. Thôi xong rồi cả nhà ơi, vậy là kế hoạch của bé áo đỏ đã thành công rồi. Lần này em Su để đi lên Đà Lạt thiệt rồi cả nhà. Đây cả nhà ơi, em Su đúng là cả gan mà, một mình mà dám đi lên trên Đà Lạt luôn cả nhà. Đi mà không báo cho anh Sen, không báo cho mẹ biết gì hết. Lần này không biết ở nhà, anh Sen với mẹ với chị Hiền, em Bông sẽ lo lắng cho em Su như thế nào nữa luôn á. Lúc này á thì anh Sen vẫn đang ở nhà nằm ngủ cả nhà. Anh Sen vẫn chưa hề biết chuyện là em Su bây giờ đang bắt chuyến xe lên trên Đà Lạt mất tiêu rồi. Thôi dạy, dạy đưa Su Bông đi học chứ, trễ mất rồi. Ủa cái gì ta? Gửi gia đình Su xí soạn, con là Su đây. Ủa cái gì vậy? Con là Su đây, con thương tất cả mọi người trong gia đình mình nhiều lắm. Ủa tại sao ở trên giường mình lại có bức thư này trời? Con lại là cái chữ đây chắc chắn là chữ của Su luôn cả nha, không thể nào là chữ của ai được hết, mình nhìn là mình biết liền. Nhưng mà tại sao Su viết cái gì Su ký tên vậy ta? Chứ rồi bây giờ mình nghĩ là trong nhà mình có người trôn mình rồi cả nhà. Đó, làm sao mà cái chuyện mà Su mà viết mình bức thư mà Su để như thế này được, hồi giờ chưa chuyện nó xảy ra. Bây giờ mình quay mình gặp chị Hiền nữa coi, để coi thử là chị Hiền có phải là người trôn mình không nha cả nhà. Chứ tình hình như là mình thấy là bắt đầu có chuyện xảy ra rồi. Hiền ơi mày gì vậy? Mày trôn anh phải không? Hiền nó trôn, chị Hiền trôn mày luôn. Không có giả bộ ngủ nè. Hiền quay Hiền viết tờ giấy trong Hiền để như anh Hiền giả bộ ngủ đúng không? Cái ý hãy bình tĩnh là sao tự nhiên hai quýnh đi miệng, đâu có biết chuyện gì xảy ra đâu đâu. Mày... Tôi trôn anh hả? Mày ngồi dậy. Chắc chắn là trôn, nó trôn mày luôn cả nhà. Mình lại nó làm mình tỉnh ngủ luôn. Ủa sao là chữ của Su mà? Thì chữ của Su với ai nữa? Gửi gia đình Su xí soạn, con là Su đây. Con thương tất cả mọi người trong gia đình nhiều lắm. Mọi người giữ sức khỏe, Su thương mọi người nhiều lắm là sao? Thì đó, đây á, là cả nhà, là một lá thư á, mình đọc sơ qua là mình đã biết được nội dung hôm nay nói á, là Su bỏ nhà đi cả nhà. Đó, mà chắc chắn là Hiền trôn anh rồi. Tự nhiên em đi ngủ với thì em trôn thì được. Chứ tại sao? Ủa, vậy là con Su nó bỏ nhà đi rồi á. Anh nghi là mẹ. Chắc chắn luôn bữa giờ á, là mình trôn mẹ nhiều quá, hôm nay là mẹ cố tình mẹ trôn anh em mình rồi. Chứ làm sao? Nhưng mà hai có tìm Su chưa? Anh chưa, anh mới ngủ dậy anh quay luôn nè. Vậy bây giờ Su hỏi mẹ đi, nhanh lên Su hỏi mẹ đi coi. Chứ tình hình này là anh nghĩ là có vấn đề rồi. Mày Su hỏi mẹ ơi. Ủa mẹ, Su đó mẹ. Su đâu? Mà chơi cái gì tụi con ngủ dậy mà làm rằng trong nhà vậy con? Su đâu, mẹ đang làm như vậy? Hai kêu là không thấy Su đâu hết. Đúng rồi, cả nhà nhìn đi. Sao? Mẹ coi nè. Mẹ đừng có diễn, cái mặt của mẹ là con biết là chắc chắn là mẹ nãy giờ mẹ trôn con với Hiền đúng không? Đúng rồi, mẹ kêu Su viết cái này để lại đúng không? Cái gì vậy con? Cháu sáng giờ mẹ tưởng đâu là Su lên trong phòng con chứ. Mẹ mới đưa em Bông đi học rồi. Tu cha. Rồi mẹ nói thiệt đi, mẹ đừng có chôn hai nữa. Nếu mà thiệt là Su bỏ nhà Su đi rồi á. Mẹ Su bỏ nhà Su đi hả? Đúng rồi. Tự nhiên Su bỏ nhà Su đi con. Cái gì đây? Chết rồi hai, vậy không phải mẹ chôn rồi, vậy là Su đi thiệt rồi. Mẹ con hỏi thiệt mẹ, mẹ có chôn không? Chứ để con biết nè, chứ con này rất là lo luôn á. Hồi sáng giờ mẹ ngủ dậy là mẹ không thấy em Su, mẹ tưởng đâu là Su lên phòng của con với bé Hiền, là mẹ cho em Bông đi học rồi, mẹ không đâu có biết đâu. Vậy là xong rồi, con Su nó bỏ nhà đi thiệt rồi hai. Bây giờ làm gì mà em bỏ nhà đi? Bây giờ đọc lá thư đi Hiền, đọc lá thư cho mẹ với mọi người biết là Su nó nói cái gì trong cái thư đó. Nó nói người gia đình Su xí soạn, con là Su đây, con thương tất cả mọi người trong gia đình nhiều lắm. Con biết rằng mọi người cũng rất yêu con, lo cho Su. Tuy nhiên thời gian gần đây Su cảm thấy anh Si và mẹ không còn thương Su như ngày xưa nữa. Chứ sao cái gì vậy con? Cái gì vậy? Hả? Sao lại không thương? Thương quá trời luôn mà. Rõ ràng là Su kiểm tra được 10 điểm nhưng không hiểu lý do tại sao mà lại thành ra 0 điểm. Su đã cố gắng giải thích cho anh Sen và mẹ hiểu rằng Su đang nói sự thật, nhưng đổi lại không một ai tin Su cả. Thấy chưa? Vậy là cái hôm, chắc là cái hôm bữa mà con la Su cái chuyện mà Su được 0 điểm á mẹ. Hôm bữa đó hai đánh đòn Su đó. Không biết là em hay sao. Vì vậy Su thấy buồn lắm, và cũng vào ngày hôm nay tuy Su thi vẫn được 10 điểm nhưng trong lòng cũng không hề vui chút nào, bởi vì Su đã phát hiện ra một bí mật mà mẹ của anh Sen đã giấu kín mấy lâu nay. Đó chính là
Su là con nuôi, không phải con ruột của ba mẹ. Chú chết rồi, thôi. Trời ơi, con Su ơi, không qua. Con đập tiếp để em đập tiếp thôi. Su thật sự buồn và tủi thân lắm. Vì vậy hôm nay Su đã quyết định sẽ đi lên Đà Lạt vài hôm để tìm lại ba mẹ ruột của mình. Mẹ và anh Xuyên ở nhà đừng lo cho Su nha. Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe. Su thương mọi người nhiều lắm. Ký tên Su xí sợ. Trời ơi, cái giấy tờ hôm qua mà Su nó lấy ra mày nhớ không? Sao Su nó biết được là nó là con nuôi? Chụp cho mẹ nói rồi, ngày hôm qua là nó lúc cái tủ ra nó coi đó, là mẹ nói con là đã biết cái giấy tờ rồi mà sao con không tính? Nó đọc được là nó biết con nuôi con ruột gì đây nè. Nhưng mà con đâu có nghĩ đấy, nghĩ là Su khi mà Su nó biết là con nuôi á thì nó lại bỏ nhà nó đi như thế này. Nhưng mà con nghĩ mẹ. Sao mà nó biết ba mẹ nó trên Đà Lạt được mà nó đi vậy? Đúng rồi, cái đó là cái bí mật của mình mẹ. Có đường này mình nói tiết lộ đâu. Hay là lấy chưa hộ với thẻ thử, là Su có lên trên chỗ với thẻ không? Đúng rồi. Có khi Su sẽ lên chỗ biết hẹn trước các mẹ. Con mong rằng á là chúng người này Su đi á là Su không đi một mình. Su lên Su kêu biết Thảo, tại vì bình thường á mẹ Su với biết Thảo thân nhau lắm. Có khi á nếu mà Su đi cùng biết Thảo thì mình đỡ lo. Mình chỉ cần lấy gọi mình alo cho biết Thảo là có thể biết được Su đâu luôn. Bây giờ đi lên gặp biết Thảo đi, biết Thảo đang học trên trường á. Lục giấy tờ ra hôm qua là mẹ đã nghi con rồi. Mẹ nói con mà con theo dõi em mà con không theo dõi đó. Lục giấy tờ là con có vấn đề gì rồi sao á? Su kệ chết rồi. Vậy không ngăn chặn kịp thời để cho Su bỏ cho Su đi như vậy. Thì mẹ đã có biết rồi. Đừng nói soạn quần rồi soạn giấy tờ để cho cô giáo chứ. Thì bây giờ á mình cùng với chị Hiền đang đi lên tìm bé Thảo. Thì mình hôm nay á mình nghe tin á mấy đứa bạn nó nói á là bé Thảo với lại Hoàng là đang học ở trên trường cả nha. Đó. Thì bây giờ á Su học chung lớp, nên hôm nay mình lên mình chỉ cần hỏi bé Thảo thôi. Lúc này anh Xuyên vẫn không tin là Su một mình bắt xe lên Đà Lạt. Anh Xuyên có nghĩ là Su đi gặp chị Thảo trước cả nhà. Cho nên bây giờ anh Xuyên đang lên trên trường để tìm bé Thảo đó. Đây, lên trường rồi, này hai. À, bé Thảo kìa. Bé Thảo kìa. Sao nhưng mà anh hốt hoảng vậy? Có chuyện rồi em. Hồi sáng giờ á, em đi học em có thấy Su không? Không thấy Su. Hai đứa có nhìn kỹ không? Trong lớp có thấy Su đi học không? Dạ không. Em có thấy Su đấy giờ đi học không? Sáng giờ đứa thấy Su đi học không? Không luôn. Mọi ngày em không thấy Su nghỉ học luôn á anh. Mà không biết lý do tại sao hôm nay Su nghỉ học vậy á. Không. Là thi rồi. Su với một thư Su để lại. Su nói với anh á là Su đi tìm ba mẹ ruột của Su rồi ở trên Đà Lạt. Anh cứ tưởng là Su đi lên kêu Thảo đi chung nhớ. Mấy đứa, sáng giờ mấy đứa có thấy Su đi học không? Không thấy Su tới trường luôn. Không. Chết rồi cả nhà, mấy bạn đây, mấy em đây là cũng học cùng với Su mà không thấy Su tới trường luôn. Vậy là sao Hiền? Chắc chắn vậy là Su bỏ nhé, Su đi Đà Lạt rồi còn gì chứ còn gì nữa. Bình thường Su chăm học lắm á, sao giờ Su đi Đà Lạt vậy anh? Thì bây giờ anh gọi cô giáo được không anh? Đúng rồi, chắc bây giờ mày gọi cô giáo được thôi. Trời ơi, bình thường á Thảo thấy Su đi học có chăm chỉ không? Dạ có anh, ít khi nào Su nghỉ lắm anh, hiếm khi mới nghỉ. Hồi sáng nay có cái hơi quan trọng lắm anh, liên quan đến cuối kỳ luôn anh. Mà em thấy Su không đi học á, là em tưởng nó Su bị sao, em định chạy về hỏi Su á. Chết rồi, không phải đâu Thảo ơi, có chuyện lớn rồi. Là Thảo không biết rồi cả nhà. Thôi bây giờ á, Thảo lên xe với anh đi, rồi chạy vòng coi thử. Anh Thắng, mấy hôm nay em có một thông tin quan trọng em muốn nói với anh Thắng. Là cái thông tin gì? Liên quan tới Su không? Dạ có anh. Sao? Mấy hôm nay Su đi học á, Su chị em thấy Su buồn buồn á anh. Buồn buồn hả? Dạ Su không, bây giờ chú ý bà luôn, cô kêu Su đứng lên nói thì Su không nói được. Chú kêu vậy hả? Chết rồi cả nhà, thấy chưa? Su có dấu hiệu bữa giờ rồi chứ không phải ngày hôm nay đâu cả nhà. Lúc này anh Xuyên vẫn không phát hiện ra được là bão đỏ đang quan sát anh Xuyên từ xa đó cả nhà ơi. Bây giờ mình đã chia sẻ gia đình của anh Xuyên đó rồi. Bây giờ thì nó đang rối loạn vì nó đang đi tìm cái thằng Xuyên. Thằng Xuyên là đã trúng kế mình rồi. Nó đi tới Đà Lạt rồi. Kế hoạch của mình đã hoàn hảo rồi. Bây giờ mình sẽ trở về căn cứ mà nó đã ca tổng thưởng mình thôi. Đã hết rồi cái bộ thằng Xuyên kia. Thôi xong rồi cả nhà ơi, chắc có lẽ bây giờ em Su đã gần tới Đà Lạt rồi đó cả nhà. Sao mẹ em lo cho Su quá anh Thắng ơi. Anh dạng này á, Su không có thành chăm chỉ nè. Mỗi lần ra chơi là Su có ngồi run rú ở trong góc mà không thèm ra chơi. Nói chuyện với bạn của anh. Cung ca vậy hả? Yeah. Tiêu rồi, bây giờ á, Thảo mà còn không biết Su như thế nào thì anh nghĩ chắc chắn á, cái khả năng cao á là Su nó đi tối nó bỏ đi Đà Lạt là có đó Thảo. Thôi bây giờ phải về nhà, rồi đợi em ông về có thử tình hình như thế nào. Đó, rồi mình xử lý tiếp. Vậy là em Su để một mình bỏ nhà đi lên trên Đà Lạt theo lời của bà áo đỏ mất tiêu đó cả nhà ơi. Và liệu như anh Xuyên cùng với bé Thảo và mẹ có tìm ra em Su để đưa em Su quay trở về nhà hay không thì mời cả nhà đón xem vào tập tiếp theo nha.